Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì muốn viên mãn 80 vẻ đẹp phụ thuộc, nên ngay trong 80 vẻ đẹp phụ thuộc, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni mà dẫn Pháp tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không 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 tánh tự tánh mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc nhiếp thọ tất cả năm loại mắt sáu phép thần thông mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc Nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 Pháp Phật bất cộng mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc niếp thọ tất cả đại từ đại bi đại hỷ đại xả mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc. niếp thọ tất cả pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc. niếp thọ tất cả trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc. niếp thọ tất cả ba mươi hai tướng đại sĩ và tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc mà dẫn phát tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc. do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng.